Chuyện gì thế này? Mình đang ở đâu đây? Ồ không, lại thế nữa rồi. Jamie, là cậu đó hả? Không, là tên thợ săn. Không, đừng mà. Ta-da. Lạ nhỉ? Mình thấy hơi sợ rồi đấy. Hình như nhà tớ xuất hiện trò Jumanji mọi người ạ. Ju cái gì cơ? Cậu không biết Jumanji sao? Đó là trò chơi dành cho những người muốn tìm cách trốn khỏi thế giới thực tại. Giờ thì tớ thực sự hứng thú rồi á. Đến đây để tớ chỉ cho cậu. Chú, mắm, tớ đến đây. Chào các bạn, hôm nay Sam và tớ sẽ làm món thủ công lấy cảm hứng từ một trong những bộ phim yêu thích của tớ. Bắt đầu nha. Chịu, tớ lại quên tên nữa rồi. Chào mọi người. Jumanji. Dễ mà Sammy, cơ mà cậu chưa xem bộ phim đó hả? Tớ hơi dối ạ, mà tớ nên xem bộ nào đây? Có tận 3 phim Jumanji lận đó, có cả phim hoạt hình nữa nè. Hãy bắt đầu với bản cũ nhất được sản xuất vào năm 1995. Một bộ phim kinh điển đấy, món đồ này sẽ dựa trên phần đó. Tụi mình sẽ tạo ra bộ trò chơi Jumanji có hộp kiểu cổ điển. Hả? Quá tuyệt. Hiểu rồi, ta xem trailer trước vậy. Sao cậu có thể hiểu cả bộ phim bằng cách xem trailer chứ? Xem hết phim đi, còn tớ sẽ tô mấy phần này. Về phần trang trí thì tớ sẽ sử dụng sơn acrylic và thật nhiều trí tưởng tượng. Được rồi, bắt đầu tô phần thân nhá. Chẳng có gì phức tạp hết á. Cứ sơn cẩn thận bằng cả tình yêu là được, giống như tớ vậy á. Bắt đầu nào. Tụi mình sẽ cố gắng biến vẻ ngoài của bàn cờ Jumanji như được làm từ gỗ nha. Các bạn hãy nhấn like cho món đồ thủ công này nhé và đừng quên đăng ký kênh nè. Tụi mình phải sơn cả hai mặt của tất cả các tấm bìa cứng theo cách giống nhau nhé mọi người. Sơn đã khô và tớ hy vọng rằng Sammy đã xem xong bộ phim. Thực ra thì tớ thích xem bằng băng VHS, kiểu băng video cũ, dùng đầu đọc băng hồi xưa. Tớ luôn tự hỏi người ta đã sống ra sao khi không có YouTube. Có nhiều kênh hay ho nha, tất nhiên là cả kênh của chúng tớ nữa. Nhưng xài những món đồ xưa cũ cũng rất độc đáo đấy nha. Ôi gì, cậu là người tối cổ hay gì? Băng video, hình ảnh tệ mất xỉu. Đúng thế, tớ là người tối cổ. Nhưng xem phim bằng băng video cũng hay lắm á. Như thể được quay lại quá khứ vậy. Sammy, đưa tớ mấy phần đấy đi nào. Tớ không với được vì tớ là người tối cổ nè. Rồi, cậu không phải được chưa? Tớ chỉ không tưởng tượng được thế giới không có YouTube thôi mà. Cảm ơn Sammy, thật ra thì tưởng tượng chuyện đó cũng dễ lắm á. Chỉ cần làm ra một bảng trò chơi rồi chơi trực tiếp luôn thôi. Sao mà nghe chán quá vậy? Tớ chắc chắn cậu sẽ thích nó cho xem. Với cả cậu cũng nên đọc thêm về rừng rậm đi nha. Để làm gì chứ? Tin tớ đi, cậu sẽ cần những kiến thức đó. Và các bộ phận dùng để lắp ráp phần thân trò chơi đã xong rồi nè. Giờ thì ta sẽ gắn vài cái bản lề vào trò chơi để nó đóng mở được nha. Siêu, cậu bị phải nói chuyện khẩn trương. Ok, mà sao vậy? Mà cái mũ bị cái gì thế kia? Tớ mang nó trông đẹp không nè, nhìn thời thượng quá luôn ha. Mà đừng lấy lạc hướng tớ, tớ đang muốn nói về Jumanji. Tớ rất vui vì cậu vẫn nhớ tên của trò chơi này, cậu đã xem phim rồi hả? Nguy hiểm lắm, sẽ có mỗi khổng lồ, khỉ và cả sư tử đó đó. Cậu dám làm nữa sao? Bộ cậu muốn ngồi nhà bị chìm trong những cơn mưa nhiệt đới hả? Đừng có lo, nó chỉ là một bộ phim thôi. Trò chơi của chúng ta sẽ cực kỳ an toàn. Cậu cũng có sợ trò chơi cờ tỷ phú đâu phải không? Chà, đôi khi cũng có một chút, vì cậu chơi hay quá mà. Chỉ là vì tớ có chiến lược rõ ràng, còn cậu thì mua mọi thứ cậu thấy. Nhưng trò đó là vậy mà, cậu phải trở thành một nhà tỷ phú. Nhưng cậu có chơi một mình đâu, có cậu với tớ và chúng ta suy nghĩ khác nhau mà. Tớ biết rồi, thì ra là cậu ghen tị với cách tiếp cận sáng tạo của tớ. Được rồi, cậu là người sáng tạo nhất. Còn bây giờ thì đến phần thú vị nhất này. Tách. Tên tên. Wow, chuyện gì thế này? Đừng bị lừa, không phải xem xét đâu. Thật ngớ ngẩn khi ở chỗ ban đầu. Dừng lại Sammy, tớ đang cố làm việc mà.
Thấy chưa, trò chơi của cậu cũng có thể nguy hiểm mà. Không bạn của tớ ơi, trò đùa của cậu mới gây nguy hiểm cho món đồ đó. Tớ sẽ dựng mấy mô hình nhỏ nhỏ ngay, và tớ phải cực kỳ tập trung vào công việc. Được rồi, tớ xin lỗi chú, làm sao để tớ chuộc lỗi đây? Cậu biết mà Sammy, cậu có thể giúp tớ làm món đồ này. Hãy cắt các bộ phận còn lại của trò chơi ra nhé. Được rồi, chú cho mẹ ơi, đó là tấm bìa cứng yêu thích của tớ. Đúng vậy đấy. Trong lúc đó thì tớ sẽ gắn thêm các con đường vào trò chơi và làm nó trông giống bản gốc. Ở giữa, tụi mình sẽ có một phần thiết kế đặc biệt. Trong bộ phim, chỗ này sẽ cho biết chuyện gì xảy ra tiếp theo cho người chơi Jumanji. Tiếp tục nào. Giờ thì làm thêm mấy cái lá để trang trí trò chơi của chúng ta nhé. Trước tiên là tạo một hình dạng chung, và giờ thì tớ đang làm gân lá. Đừng vội vã là được. Dán nó vào bàn cờ nào, dễ như ăn bánh luôn. Nhân tiện thì tớ đang dùng đất sét giấy cho phần trang trí này đó, nó dính rất chắc vào bìa cứng. Và cũng dễ tạo hình như các bạn muốn nữa, với cả nền của nó cũng dễ tô màu lên. Đây, làm tiếp nào. Thêm nhiều lá nữa, quá tuyệt luôn. Tụi mình đắp xong bảng rồi nè, đây là phần cho các nước đi nha. Trò chơi này dành cho 4 người. Ai cũng đều có chỗ bắt đầu và một con đường riêng. Cũng đến lúc tô màu vào tấm bảng của tụi mình rồi. Hãy chọn các màu sắc bí ẩn nhất nha. Vì cậu có thể ẩn mình trong rừng khi dùng mấy màu như thế này hả? Đúng thế, xanh lá cây và nâu là hai màu điển hình nhất của rừng rậm. Sammy, cậu cắt xong bìa cứng rồi hả? Vâng, cũng được một lúc rồi. Thế thì đến lúc sử dụng phép thuật thôi. Cho tớ làm nhá. Nhà sư, nhà sư. Nhà sư làm hồ. Được rồi, bình tĩnh nào. Decorations magicals, triệu hồi cái đẹp suốt hay ăn. Và ở giữa bàn cờ sẽ là một món đồ kỳ diệu, nó sẽ đưa ra các dự đoán và cả phép thuật nữa. Xong, mấy bộ phận ở đây hết rồi nè, tụi mình chơi được chưa? Tớ đoán không, người nóng lòng lắm rồi kìa. Nhưng mà trong phim thì trò chơi sẽ trừng phạt người nào chơi ăn gian đó. Tớ nhớ mà, nhưng cậu bảo tớ đâu cần phải lo chuyện đó nhở. Nhưng mà gian lận là không tốt. Vậy thì tớ sẽ nghĩ ra hình phạt cho cậu nha. Ví dụ rửa chén, hoặc hút bụi nè. Sự gì cậu còn đáng sợ hơn Jumanji nữa. Sao cậu nghĩ ra được mấy trò trừng phạt khủng khiếp như vậy trong đầu hả? Đừng có cường điệu lên thế, đó chỉ là việc nhà bình thường thôi mà. Tớ nghĩ mình sẽ làm hết việc nhà bây giờ luôn, để cậu không thể phạt tớ nữa. Mình đúng là thiên tài. Cậu ấy đã tự mình mắc bẫy luôn, bé slime lém lỉnh. Hãy gặp các linh vật của trò chơi nào. Đây là chú khỉ bận rộn, một con cá sấu. Các bạn có nhớ xuyên nữa là nó ăn luôn các nhân vật trong phim không? Voi và tê giác cũng được xem là động vật nguy hiểm khi trò chơi thả chúng ra đó. Chúng mình chỉ cần trang trí nắp hộp cho Manji nữa là có thể chơi được rồi. Xíu, trong các bộ phim gần đây thì người chơi rơi vào trong trò chơi điện tử á. Tớ cũng muốn như vậy nữa. Cậu làm được mà Sammy, cậu có thể học cách viết mã và tự tạo trò chơi của riêng mình. Tớ cũng muốn chơi điện tử với cậu lắm đó. Nó sẽ là làm thủ công ở một đẳng cấp khác. Tớ sẽ tạo ra nó và tớ sẽ làm trò chơi đó cực khó để cậu khỏi thắng luôn. Nhưng mà nhắm làm nổi không đó? Chắc chắn là được vì nó là ý tưởng của tớ mà. Với cả trò này sẽ chẳng có người thắng đâu. Wow, thế thì mục đích của việc đối đầu nhau là gì? Thực sự thì... Điều quan trọng nhất của mọi trò chơi là sự cạnh tranh á. Nhưng mà Jumanji là một ngoại lệ. Ở đây thì các nhân vật phải đấu với chính trò chơi này. Tớ tô màu xong cái hộp rồi đấy. Chắc là cũng đẹp lắm á. Hãy dán luật của trò chơi vào nhá. Không có nhiều luật trong Jumanji đâu. Thích thế, không có nhiều luật. Nhưng chúng quan trọng cực kỳ. Ví dụ như đừng bắt đầu nếu như không có ý định kết thúc. Còn nữa nè, khi linh vật của cậu tới điểm Jumanji thì cậu phải gọi tên của nó ra. Không thì trò chơi sẽ không kết thúc được.
Hả? Nó có nói gì về gian lận đâu ta? Xem ý, cũng không được ăn gian trong trò nào cả. Và mọi thứ gần như xong rồi nè. Mọi người xem thử đã đăng ký kênh của chúng tớ chưa nha. Và cũng đừng quên nhấn nút quả chuông nha. Gieo xúc xắc để đoán tương lai nè mọi người ơi. Thật đoán là nếu gieo được số chẵn thì xem sẽ đến đây kiểm tra ngay đấy. Wow, chắc là thanh tra trang trí sắp đến rồi nè. Thanh tra trang trí xem lắm lĩnh đây. Hãy trình bày tác phẩm của mình để tới kiểm tra nào. Đây, cậu có thể kiểm tra nó ngoài thanh tra. Wow, wow, mọi thứ trùng tuyệt đấy. Cái này cũng thế. Có vẻ rất hoàn hảo. Mọi người hãy nhấn like nó đồng ý nha. Vậy thì xem như cậu đã sẵn sàng chơi chưa nè. Dĩ nhiên, chào mừng đến với Jumanji. Được rồi, tới lượt tớ. Đem xuống chúng mày, chạy ngay kẻo trễ. Thứ có cánh này không vui chẳng dễ. Đừng sợ Siêu, tớ đây rồi, đi tiếp đi. Để xem tớ tới đâu nào. Nhạc hay đó, xem như có không khí rồi đấy. Siêu cắt lún đó, coi chừng. Cẩn thận mặt đất nơi người đang đứng. Sàn còn hơn cát, rất mềm không cứng. Wow, chú trà mạ ơi, cắt lún. Tớ đi ăn nhẹ mới về nè, có gì xảy ra không chứ? Sammy, nhưng tụi mình vẫn chưa chơi xong mà. Chuyện gì thế này? Chứ, không, trò chơi này đang nuốt chửng cậu ấy mọi người ơi. Đừng bắt đầu, trừ khi có ý định để kết thúc đấy nhá.